chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hái một loại trái đó là tuổi thơ mình thường hay ăn nha mọi người. Đó là trái thụ lù, thường gọi nó là trái lồng đèn. Rồi mình cùng quay cho mọi người xem cái trái đó ra như thế nào, ăn cái mùi vị nó ra sao nha. Rồi đây là cây thụ lù mọi người. Đây trái nữa nè. Quá trời trái luôn. Nhiều lắm nè, ở đây cả chục cây luôn. Này. Những trái xám xám này nè. Đỏ này thành nó chín nè. Cũng ở dưới cũng nhóc chưa. Đây. Này. Trái còn sống là nó màu xanh mọi người. Trái chín. Đó. Để mình lột cái trái này cho mọi người xem. Trái này ở bên nước ngoài nó cũng có trái bự, ở đây mình không có phân suốt, trái nó cũng nhỏ. Lâu dữ lắm mình mới gặp được trái này mọi người. Đâu cả chục năm mà tự nhiên ở đâu mới mọc trong vườn mình quá trời cây thôi. Giờ ăn lại nhớ lại cái tuổi thơ hồi trước đi ra vườn, đi ra ruộng mấy bờ ruộng ưa mọc rồi đó. Đi ruộng rồi đi bắt cua bắt ốc rồi thấy nó hái ăn. Rồi ok, mình sẽ thưởng thức người. Lâu lắm mới ăn lại. Nhớ lại cảm giác. Trái chưa chín thùng thì nó hơi chua mọi người. Trái trái chín thì nó ngọt. Nó có mùi đặc trưng lắm. Những ai chưa ăn trái này ăn rồi thì để lại comment cho mình biết nha, comment tin nhắn bên dưới á. Lâu lắm mới ăn lại, có những trái nó bị túi nữa nè, nó bị sâu á. Lâu lắm, cả chục năm nay mình mới ăn lại, tự nhiên ở đâu nó có mọc lên trong vườn mình. Ngon quá. Cái cây nó cũng trị bệnh mọi người. Cái cây nó trị bệnh cảm nha. Lấy sắc rồi phơi khô, sắc tươi cũng được, uống nước trong vòng 2-3 lần sẽ trị khỏi cảm. Hồi xưa thôi, bây giờ mình chỉ sử dụng thuốc tây, uống lần hết. Hồi xưa không có thuốc tây, sử dụng thuốc nam nè. Quá trời luôn. Hai chút xíu quá trời trái luôn. Đây, mà ăn nó ngọt ngọt, nó dịu dịu, nó có mùi thơm đặc trưng. Ngon quá. Ăn này nhớ là tuổi thơ. Rồi mọi người, mình tới đây cũng kết thúc video nha. Hẹn mọi người lại với video sau. Có những trái nào lạ lạ mình sẽ làm video cho mọi người cùng xem luôn. Bye. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh luôn nha.